Dạ Mẫn bánh chào quý cô chú anh chị, bánh chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng quý cô chú anh chị, cả nhà mình đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Sáng nay á, ông nội dẫn Mẫn đi thăm cái lò, thăm cái lò bự nè, thì quá chừng luôn. Giờ cả nhà cùng Mẫn đi thăm nha. Ô nó nổi đầu kìa nè ơi, nổi đầu lừ luôn. Ôi đứng mà lấy cây. Ôi quá đã luôn. Nếu cây xìu đó là xìu lên khỏi tầng lỗi dưới. Xìu cái đó ngang có cái miệng đó. Dạ. Nắm cái miệng râu lên. Nhiệt đây nè, xìu cái này dán đi, quá nó dễ. Nghe nghe. Trời ơi. Nở đầu lần hết trơn. À, cũng mấy con. Tay dở khoảng 3 kg. Gần 3 kg luôn á hả? Bữa nội dở nhiều lắm nha cả nhà. Cái này cá bự hơn bữa hổm con dở, nhưng mà bữa hổm con dở nhiều hơn nữa đó. Ừ. Bữa hổm con dở cá nó nhiều hơn. Đây cá phi dữ trời cái mương này. Biết nước cái là quá trời cá phi luôn. Hồi nãy nó lội ở ngoài vậy. Ôi trời ơi, cái này câu dính không nội? Cũng khó ăn đó. Nổi đầy hết trơn luôn. Quá im. Chừng tí cá. Lấy cái cục mỏ heo hay gì, cái cột hay cái kìa cũng chạy cho thấy. Chạy vô hả? Ừ. Đúng hả? Ô, nó khó. Đây, đây. Cục mỏ heo cục cái giữa ha. Ừ. Không có lủng không? Cái kia không biết sao đây. Chị nó không giữ nó chạy luôn, nó chạy nó lủng nó ra. Bố hổng không giỡn được con cá bóng nhỏ đó nội. Bóng tượng á. Nó cũng vô nó điện bay cũng gì mà đặt không nhà nó phải giỡn. Đừng có đẩy cái giữa quá, địch quá. Để hai bên giữa đừng cấm rồi nó đỡ bị cấm nó đi qua. Đẩy quá nó không cho hả? Đẩy quá dở lắm, cá lóc rồi nó chạy chứ cá phi đẩy quá nó dở ẹt à. À, nó gặp quá hả nội? Ừ. Cá lóc đó. Đẩy hai bên nè, đẩy cho đừng cấm. Chính giữa khỏi cần đẩy. Khỏi cần đẩy. Đẩy hai bên vậy thôi. Đẩy hai bên vậy thôi. Đó là thảy qua bên đây, lưỡi tấm bên đây. Trời ơi, chạy cá lóc thiệt nè.
Ủa, cá lóc đó. Cá lóc thiệt nè. Ừ, đẩy đẩy chị cá lóc à. Sao kỳ vậy? Đẩy đẩy con cá lóc nó khá bịch. À. Bắt mang ốc luôn nè. Dạ. Ốc u vàng. Dính được cá lóc. Con hổm tao dở cũng chạy cho cá lóc. Trời ơi, bữa đậu vậy dùng 3 kg cá đắng. Dạ hả? Dạ. Tao ăn hổm gài mà còn nắng, cá ký ngoài nắng. Bữa con cũng mới bỏ vô nữa đó. Không bắt mấy cá bự không à. Coi kỹ rồi. Không. Không có đất mẹ ơi. Để chú mà khỏi đậy gì chứ. Là cá phi nó chạy. Để lại là cá lóc nó chạy. Xong. Ôi, tính ra như đây cũng có lý chứ bà. Thôi. Cái này chuột cắn hay là cái con vét con đô nó cắn không biết, lụng lỗ lỗ luôn. Quá trời bự. Để qua đây nè, ẩm qua đây nè. Đấy. Đấy, đấy. Ẩm qua. Ôi ướt mà nước mẩy hết trơn. Rồi kiếm gì vậy? Kẹo. Kiếm nào mấy con cá này ta? Cá bự ăn cá nhỏ bỏ vô đó nè. Dạ. Bắt cá trọng trọng nha. Về mình kho mắm ăn tiếp. Thế à. Đó nè, để nồi cho cua ăn. Về nhà cái chiều nay mình kho mắm là được, một nồi kho mắm ăn rồi đó. Coi như đây được rồi, về cả nhà. Như này đủ rồi. Buộc cái này lại. Bội thua cá nha cả nhà. À, Mẫn sẽ đem cá này về chiều cái mình kho mắm ăn nữa. À, bây giờ Mẫn xin kết thúc video tại đây. À, quý cô chú anh chị thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Ôi. Bên. Đây nè. Đây nè, có đại ca.